ngại nhất là cậu toàn lấy em gậy này chuẩn cho gái lười chúng mình đây. Bước 1 lắc đầu này, cậu bồn cầu nhanh siêu đỉnh. Thế là chỉ cần đặt vào gì gì tí là xong, sạch bong luôn. Bước 2 lắc đầu chuẩn này, em này chuyên kề kẽ. Thử nhá, xịn không, dùng tay không bao giờ đánh sạch và nhanh thế này luôn. Đúng 5 giây là xong một rửa mặt. Bước 3 lắc tiếp đầu to, em này để cọ sàn, cọ tường. Cứ vừa lý đầy đẩy lên xuống thôi. Bước 4 lắc đầu mút gọn ngay kìa luôn. Không hiểu chúng mình đánh răng kiểu gì mà văng hết kem lên. Xong rồi, đang dịch bay của em gậy này phòng tắm lúc